Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin nghệ sĩ. Ngọc Lan thất nghiệp, cuộc sống đảo lộn trong 6 tháng ở nhà chăm con trai. Diễn viên Ngọc Lan cho biết cuộc sống cô bị đảo lộn trong khoảng nửa năm nay, nhất là giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và phải chăm con ở nhà. Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát và lây nhiễm nhanh, nhiều nghệ sĩ đã phải bỏ lại công việc, cố thủ ở nhà để chăm sóc gia đình và học lại cách cân bằng cuộc sống. Nữ diễn viên Ngọc Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi cô dành toàn thời gian ở nhà để chăm cậu con trai Loss. Tuy nhiên, Ngọc Lan cho biết cô đã thất nghiệp từ 6 tháng trước, tức là trước thời điểm dịch bùng phát tại Việt Nam. Đó cũng là khoảng thời gian cô bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân sau khi ly hôn với diễn viên Thanh Bình. Việc ở nhà cùng con trai dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng cô có cách để giúp con trai không bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện người lớn. Ngọc Lan thừa nhận, cuộc sống xáo trộn rất nhiều, nhất là ở thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ và hai mẹ con hầu như phải ở nhà để phòng dịch, không ra đường hay đến những nơi đông người. Bình thường con đi học sẽ được vui chơi, học tập, cũng như ăn ngủ cùng với bạn bè và không cảm thấy nhàm chán môi trường xung quanh. Vậy nên lúc nào trẻ cũng năng động và tích cực. Thế nhưng trong mùa dịch này, bé được nghỉ ở lại không được đi chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với những gương mặt thân quen. Tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều đảo lộn, Ngọc Lan kể. Ngọc Lan chia sẻ thêm, không riêng gì tôi mà tất cả những người, từ cô lao công tới một người nổi tiếng hoặc giàu có, cuộc sống đều bị xáo trộn bởi dịch bệnh. Từ xưa đến giờ, tôi là người phụ nữ của gia đình. Ngoài đi làm, chỉ thích ở nhà chứ không ham chơi, nên Lan không gặp khó khăn gì nhiều khi ở nhà 24/24. Hơn nữa, từ giữa năm 2019, tôi đã dành 6 tháng chỉ ở nhà chăm sóc Loss. Lúc đó, mình dự tính qua Tết sẽ đi làm lại. Tết xong, bùng dịch bệnh nên mình ở nhà chăm con vài tháng nữa cũng bình thường. Rất may là đoàn phim mà tôi đang tham gia chủ động cho ekip nghỉ phòng dịch như lời kêu gọi của chính phủ. Tôi rất cảm ơn điều này. Vì nếu đoàn vẫn vay thì bản thân mình không thể tự ý bỏ đoàn được, sẽ ảnh hưởng đến mấy chục con người. Đó là phim đã nhận từ trước. Còn với những chương trình mời quay trong thời gian bùng dịch, tôi đã từ chối hết. Sức khỏe và sự an toàn là quan trọng nhất. Dù ở nhà chăm con suốt 6 tháng, không tham gia nghệ thuật và kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng nữ diễn viên cũng không chịu nhiều áp lực vì đã tích trữ tiền phòng thân từ sớm. Bản tính tôi là người lo xa nên luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất. Thật sự, lúc nào mình cũng đặt tình huống, lỡ mà sau một đêm thức dậy mình không thể làm việc được, không làm được ra tiền nữa thì cuộc sống sẽ thế nào? Bởi nghĩ vậy nên tôi luôn có một khoản dự trữ nhất định phòng tình huống này. Khi có con cũng vậy, tôi chuẩn bị trước một phần chỉ để lo cho con. Lỡ có chuyện gì xảy ra với mình thì con vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường, nữ diễn viên chia sẻ. Điều cô quan tâm thời điểm này là vấn đề sức khỏe của hai mẹ con. Trước mắt Ngọc Lan vẫn cho bé Loss sống trong môi trường tốt tại nhà, không đi ra ngoài và tạo không gian cho con trai chơi đùa. Cô cũng may mắn tìm được vú nuôi thương mình như con gái, giỏi chăm bé Loss, nên mọi vấn đề về ăn uống, đảm bảo dinh dưỡng đều được lo chu toàn. Để tránh cho tâm lý con trai bị ảnh hưởng vì nghỉ quá nhiều ở nhà, Ngọc Lan đã phải nghĩ ra nhiều trò chơi với con, kể cả chuyện làm bánh để Loss không phụ thuộc vào TV, điện thoại. Nữ diễn viên cho biết cô còn cùng con trong nhà bằng cách xếp gói tạo thành đường đi như mê cung và chơi trò tìm báu vật. Những trò chơi vận động như vậy không làm con nhàm chán và rơi vào trạng thái lười biếng. Ngọc Lan chia sẻ, con trai tôi là đứa sống quen trong máy lạnh từ nhỏ, nhưng giờ tôi buộc phải tập cho con sống chung với hoàn cảnh,
thu hẹp thời gian mở máy lạnh từ từ và bỏ luôn. Hôm nào trưa nóng quá thì mở một chút để con ngủ, sau đó sẽ tắt và mở quạt. Việc mở cửa sẽ làm nhà mau dơ hơn, nhưng đó là điều thiết thực và bối cảnh hiện tại cần làm như vậy. Bây giờ tôi chỉ mong mọi người đều nâng cao ý thức, thực hiện tốt hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà nước để giúp dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát và dập tắt, để chúng ta có thể sinh hoạt lại bình thường, các con được đến trường đi học, được vui đùa cùng các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.